Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cái clip đi làm cắt cây cà phê, cắt cây cà phê đi bán. Đây này, đang một mình nha, đang cắt một mình nha. Anh trai mình đi để lấy xe máy thằng nông để cho mấy cái cà phê nha. Mình sẽ chờ anh trai mình quay. Anh trai mình đi lên xe lâu quá, mình đang cắt mình nha. Đây, cắt cây này nè. Thì lâu lâu mình phải quay clip cho các bạn xem nhé, tại vì mình buồn quá các bạn, do đang ít lượt xem thì các bạn quên xem clip mình nhiều rồi nhé. Các bạn hãy xem clip nhiều nhiều vào, hoặc bình luận, hoặc đăng ký, hoặc cho mình một like. Đang làm các bạn đây này, đấy, quay cho các bạn xem này. Đây là cây cao su nha các bạn. Bên này thì người ta trồng cao su thì ít, thì nhiều lắm, chết. Bên kia thì người ta trồng nhiều kìa. Bên kia thì người ta trồng khung cây cao su thôi. Bên này thì người ta trồng cao su hoặc là cà phê. Cà phê thì một bên, cà su một bên. Do mà mình lạc các bạn nhé. Lúc 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 này thì mình đang quay rồi. Nó đang đi chậm thì lạc. Thì máy mình không dùng được thì mình đã lâm mình quay được. Mình đang làm cái cây cà phê. Cắt xong thì anh em mình bỏ lên xe nhé. Đây mình đang làm nha. Tại vì mình vừa làm vừa quay thì không được. Đây này, mai mình đang cắt đây này các bạn. Đây nha. Đây này, bên này thì mình đang cắt xong rồi. Bên kia thì cắt xong rồi, bên này còn bên này nữa, bên này còn to mà. Chắc hai đứa anh em mình cắt thì chắc chưa này có xong không nhỉ. Tí mình quay tiếp cho các bạn xem nhé. Mình cắt xong thì mình bốc lên xe thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha các bạn nhé. Thôi mình phải tắt clip từ đây nha.